À, đọc nhìn thấy đó. Có 6 theo hỏi sinh viên ở thành phố Long Xuyên thì có 60% sinh viên hiện đang theo học đại học muốn tìm việc làm ngoài giờ học. Một mẫu gồm 200 sinh viên được chọn ngẫu nhiên tìm xác suất để trong số đó có hơn 130 sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ học. Rồi, cảm ơn. Thì cái này mình vận dụng cái định lý giới hạn trung tâm đó em. Định lý giới hạn trung tâm để mình tính cái xác suất. Để một cái trong một cái mẫu gồm 200 sinh viên như thế này. Tính xác suất là trong cái số đó có hơn 30 130 sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ học. Tức là cái xác suất mình cần tính đó là xác suất cái số người trong 200 người này lớn hơn 130 ha, xác suất mình tính ở đây là mình cần tính rồi xác suất để cái số M này lớn hơn 130 này. Số M là cái số mà người mà trong 200 người mình khảo sát đó ha. Tính xác suất này thì theo đề bài đó là cái tỷ lệ mà sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ học đó là bằng 0,6. Mình gọi M là số sinh viên đang học muốn tìm việc làm ngoài giờ trong số 200 sinh viên mình khảo sát nè. Tức là nếu mà mình tính theo phân phối nhị thức thì cái này tính xác suất để mà ít nó lớn hơn 130 ha, phân phối nhị thức. Vậy thì cái tỷ lệ sinh viên muốn tìm việc làm ngoài là mà giờ trên mẫu nó tức là tỷ lệ mẫu của mình đó là sẽ M chia cho 200 thì theo M rồi cái xác suất mình cần tính đó là xác suất M lớn hơn 130 tức là xác suất B ngang lớn hơn 0,65. Tức là cái hai vế của bất định thức này mình đều chia cho 200 hết. 200 hết thì nó ra là xác suất cái bê ngang lớn hơn 0,65. Mình vận dụng cái định lý giới hạn trung tâm vào cái chỗ phân phối Bernoulli như thế này thì cái biến ngẫu nhiên Z này nè, Z là bằng bê ngang trừ cho b chia căn bậc 2b 1 trừ b nhân căn n. Cái này nó có phân phối chuẩn 0,1 phải không? Có phân phối chuẩn 0,1 theo cái định lý số 4 á. Số 4 cái biến này có phân phối chuẩn 0,1. Nếu thì mình vận dụng vô thì cái B ngang lớn hơn 0,65 này nó sẽ bằng cái gì? Theo định lý giới hạn trung tâm thì cái B ngang nè trừ B0. Trong định lý giới hạn trung tâm thì mình đặt chỗ này là B thôi chứ không phải B0. Thì B0 cũng được. Thì theo định lý giới hạn trung tâm thì cái B ngang trừ B0 nhân căn bậc 2 của B0 1 trừ B0 nhân căn N có luật phân phối chuẩn 0,1. Luật phân phối chuẩn 0,1. Vậy thì cái xác suất để mà B ngang lớn hơn 0,65 này là mình triển khai về cái xác suất để mà cái biến ngẫu nhiên Z này, cái chỗ này nó trở thành biến ngẫu nhiên Z rồi. Cái này mình đặt là Z đi. Z theo đúng cái lý thuyết của mình là Z bằng cái này. Vì chỗ này mình là Z nó lớn hơn số này. Z nó lớn hơn cái số này. Tính xác suất để mà Z nó lớn hơn cái số này. Bằng bao nhiêu? Thì lúc này nó sẽ bằng 1 trừ cho phi của nguyên cái số này. Cái phi lúc nãy mình tính rồi. Cái số này thì nó ra bằng nhiêu? Cái này mình tính nó bên ngoài. Số này là 0,65 trừ 0,6. B0 là 0,6 nha. Nhân cho căn 200 phải không? Căn 200. Rồi chia lại cho căn bậc 2 của gì? 0,6 nhân 0,4. 1 trừ 0,6 là 0,4. Cái số này là 1,1 1,4434.
1,4434 rồi. Nếu mình bấm máy thì cái này nó phải 1,4434. Vậy thì mình, nếu mình bấm máy ra thì số 1 này, 1,4434. Cái số này nó ra 0,9256, nhưng mà mình lấy 1 trừ nó. 1 trừ 45. Cái bấm máy là 1,0,0745. 0,45. Thì và đáp án của bài này là 0,0745.